gần xa, về đây hợp nhất một nhà. Như muôn ngàn loài hoa mọc trên mặt đất bao la, chung tấm lòng ngợi ca, cùng dâng lên ngàn nụ hoa. Xin tri ân cảm tạ, chúc tụng mẹ Maria. Xin tin dâng lên mẹ, đoàn con về đi biên giới. Thank you.
chân mẹ. Dâng hoa năm sáng trước tòa mẹ cao xa, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh quang. Kính dâng lên mẹ hoa xanh tựa lòng mẹ khiêm nhường, mẹ tràn đầy ơn Chúa giàu lòng bác ái, yêu tha nhân như yêu chính thân mình. Đoàn con quỳ dưới chân mẹ, dâng hoa năm sáng trước tòa mẹ cao xa, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh. Kính dâng lên mẹ muôn hoa màu hồng tươi sáng ngời, màu hồng là màu thánh Chúa con, xin cho chúng con có lòng tôn sùng thờ lạy Thiên Chúa, luôn tôn vinh năm sáng trước tòa mẹ cao xa, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh quang. Kính dâng lên mẹ hoa trắng tựa lòng mẹ tinh khiết, xin cho chúng con có sạch bao tội lỗi xin chưa. Đoàn con quỳ dưới chân mẹ, dâng hoa năm sáng trước tòa mẹ cao xa, cùng lời cùng chúc hát mừng mẹ vinh quang. Tung hô danh mẹ với ngàn lời ca,
kính dâng lên mẹ muôn hoa. Kính thưa cha xứ, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, tháng hoa là thời gian đặc biệt giáo hội dành để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Mẹ là đóa hoa đẹp nhất của trần gian, hương thanh khiết và tình yêu của mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Nhờ hai tiếng xin vâng trọn vẹn, mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Những ngày này, từng người trong giáo họ Thánh Gia chúng con cùng nhau sống tinh thần hiệp hành, canh tân đời sống đức tin, thay đổi phương thức sống đạo, trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng nước trời trước một thế giới đã tục hóa và đang tiếp tục bị tục hóa ngày càng sâu đậm. Cánh cửa của một thế giới mới đang mở rộng chờ đón chúng ta, mời gọi chúng ta lữ hành cùng nhau trong tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm để cùng thực thi sứ vụ loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong tâm tình cảm mến tri ân, giờ đây con xin kính mời cha xứ, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn cùng hiệp dâng lên mẹ những tâm tình hòa với khúc ca, cùng những cánh hoa muôn hương sắc bày tỏ lòng tin yêu Chúa, tôn kính và ca khen mẹ. Vui mừng vì đây trước nhan mẹ hiền dâng ngàn hoa tươi ngát thơm. Mẹ ơi, xin mẹ nhận lấy đóa hoa lòng mến rạt rào, chúng con thành kính dâng mẹ gói tròn tình con bé thơ. Tình con xin mẹ nhận lấy bao
đoàn con kính dâng về mẹ, vui buồn cùng muôn lắng lo. Tiền con xưa đây nhân thế bấp bênh sông gió dập vùi, khẩn xin mẹ hãy thương tình đưa thuyền đoàn con tới quê. Thank you.
Tha tình yêu,
mẹ ơi, muôn lời ca hòa theo sắc hoa kính dâng lên, này đó hoa lòng đoàn con xin tiến dâng, dâng mẹ cao xa. Hoa tím u sầu mẹ luôn vâng thuần thiên ý, tỏa hương thơm gương lành khiêm nhường, đóa hoa nồng hương đoàn con theo gương mẹ nhân đức, nơi gian trần tin thác một niềm. Tháng năm rộn ràng mùa hoa, ngàn hoa cùng khoe hương sắc ngát bay lên trước ngai tòa mẹ, hòa với trái tim đoàn con thiết tha tình yêu. Tháng năm về rồi mẹ ơi, muôn lời ca hòa theo sắc hoa kính dâng lên, này đó hoa lòng đoàn con xin tiến dâng, dâng mẹ cao xa. Hoa thắm đỏ tươi sắc màu hy tế của tình yêu, màu đào cứu chuộc, đóa hoa niềm tin đoàn con theo gương mẹ rất thánh, nơi gian trần luôn sống trung thành. Tháng năm rộn ràng mùa hoa, ngàn hoa cùng khoe hương sắc ngát bay lên trước ngai tòa mẹ, hòa với trái tim đoàn con thiết tha tình yêu. Tháng năm về rồi mẹ ơi, muôn lời ca hòa theo sắc hoa kính dâng lên, này đó hoa lòng đoàn con xin tiến dâng, dâng mẹ cao xa. Nhân đức chan hòa là hương hoa vàng tình mến, mẹ đầy dư thanh ân tuôn tràn, đóa hoa niềm vui đoàn con ca khen mẹ diễm phúc, vang cùng đàn hoan chúc muôn đời. Tháng năm rộn ràng mùa hoa, ngàn hoa cùng khoe hương sắc ngát bay lên trước ngai tòa mẹ, hòa với trái tim đoàn con thiết tha tình yêu. Tháng năm về rồi mẹ ơi, muôn lời ca hòa theo sắc hoa kính dâng lên, này đó hoa lòng đoàn con xin tiến dâng, dâng mẹ cao xa. Hương sắc hy vọng đẹp thay hoa màu xanh biếc, tỏa hương thơm phúc ân rát rào, đóa hoa đẹp tươi đoàn con dâng lên mẹ cuộc sống, sinh dắt về nơi bến mong chờ. Rộn ràng mùa hoa, ngàn hoa cùng khoe hương sắc ngát bay lên trước ngai tòa mẹ, hòa với trái tim đoàn con thiết tha tình yêu. Tháng năm về rồi mẹ ơi, muôn lời ca hòa theo sắc hoa kính dâng lên, này đó hoa lòng đoàn con xin tiến dâng, dâng mẹ cao xa. Lạy mẹ Maria, xin Chúa che sứ đạo chúng con được luôn an vui và sống trong ân tình của Chúa. Phó dâng nơi mẹ cả xứ
sư đạo nhỏ bé đơn sơ, xin đỡ nâng mọi người được hiệp nhất trong tình mến thương. Dâng xin dâng lên mẹ đây sư đạo nhỏ bé chúng con, qua bao nhiêu thăng trầm xin dẫn đường chờ che sau sư. Thầm xin dâng lên bao ước mong sư đạo chúng con, mọi người yêu thương luôn thứ tha quang đại bác ái, tín chung theo mẹ và chuyên cần lần chuối bên côi, có mẹ chẳng lo gì vì ngày đêm luôn được đỡ. Chẳng đường thay đổi sau những năm miệt mài khó khăn, nguyện xin tri ân và phó dâng nơi mẹ tất cả, hãy thương giữ gìn bao lớp người vì Chúa hy sinh, luôn dựng xây sư đạo vì quê hương ân tình dấu. Chờ che sau xưa sống luôn phục vụ người dân đức tin tình tuyền, để cuộc đời luôn vui sống trong an bình. Dâng xin dâng lên mẹ đây sư đạo nhỏ bé chúng con, qua bao nhiêu thăng trầm xin dâng
Xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa quý cụ bà anh chị em, quý khách xa gần ta quy tụ về đây để cử hành đại lễ Chúa lên trời. Mầu nhiệm Chúa lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha là niềm vui của tất cả chúng sinh. Ta hỷ hoan trong ngày đại lễ hôm nay và xin giúp mỗi người chúng ta biết hướng về trời, nơi Chúa đang ngự bên hữu để truyền cầu nâng đỡ, ban nhiều ơn lành cho ông ta. Trong nắng tháng hoa này, chúng ta cũng dâng hoa kính mừng Đức Mẹ. Nay đoàn dâng hoa của giáo họ sở tại đây, giáo họ Thánh Gia đại diện cho từng người trong giáo họ để dâng lên những tâm tình tha thiết để kính mừng Maria. Nguyện xin Đức Bà ban ơn che chở, xin nâng đỡ đời sống đức tin chúng ta. Nay rất là tốt đẹp và cuộc hoa nào cũng có đặc sắc riêng. Nay đến giáo họ Thánh Gia mang đầy những màu sắc mới mẻ. Ta vui mừng và chúc mừng cho hội dâng hoa và giáo họ hôm nay. Chẳng pháo tay. Ở đây chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ này để tôn vinh Thiên Chúa, mừng Chúa lên trời và cầu bình an cho mỗi người chúng ta. Xem ta như nhận tội lỗi xứng đáng cười mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophino, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-xu làm và những điều Người dạy kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống. Sau khi đã chịu khổ hình trong 40 ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa các tông đồ, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Ga-ni-nê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-xu, đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người trên trời. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Thank you.
vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa, tiếng reo vui, vì Chúa là Đấng tối cao khả uy, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. Thiên Chúa ngự nên do tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Chúc tụng vua ta, hãy hát vang, hãy reo mừng Thiên Chúa đã ngự lên. Mừng Chúa là Đấng Chi Tôn hiền hách, Người vừa ngự lên trong tiếng mừng vui. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Khắp cả dương gian, hãy kinh tôn, hãy ca tụng Thiên Chúa. Vạn quốc tôn kinh phùng sinh. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã lãnh nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Chúa Kitô trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em cùng cha. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Này giáo họ thánh gia dồn hết công lực tổ chức cái đại lễ này. Mọi người giờ cũng thở phào rồi. Vui vẻ mừng cho giáo họ. Công sức chúng ta bỏ ra bấy lâu nay là kết quả tốt đẹp. Mừng cho toàn thể giáo họ và đặc biệt là hội dâng hoa và chẳng có tay nữa. Có người đếm nay được mấy chẳng có tay, mà nay được đốt pháo rồi phóng tay vậy thôi. Thưa ông bà anh chị em, ta đang cử hành đại lễ Chúa lên trời hay là Chúa thăng thiên. Theo cách nói của con người thì ở dưới đất trên trời, đó là cách hiểu theo ngôn ngữ loài người. Còn mầu nhiệm Chúa lên trời không phải là Chúa từ đất mà đi bay lên trên, nhưng mà đây là việc Chúa không hiện diện thể xác với chúng ta nữa ở thế gian này nữa, mà Chúa đi vào cõi vinh quang hay là đi vào một cái thế giới mà không lệ thuộc vào thân xác. Ở nơi đó tràn đầy ân sủng và bình an. Ở nơi đó tràn đầy hạnh phúc. Mà Chúa ở nơi sáng láng cực tốt, cực lành như thế, Ngài không muốn ở một mình đâu, mà Ngài muốn cho cả con người cũng được tham dự vào cái sự vinh quang, niềm vui, hoan hỷ ở trên ở cái cõi mà không còn lệ thuộc vào thời gian, không gian, vật chất, thân xác, thời tiết, nắng mưa nữa. Đấy là Chúa muốn ta cũng được thông dự vào việc mà Chúa được vinh quang ở đời sau. Vì thế, Chúa lên trời không phải là bỏ rơi chúng ta mồ côi, mồ cút. Mà hôm nay trong bài tin mừng Chúa nói: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là niềm vui, đó là đức tin của chúng ta. Mầu nhiệm Chúa lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Bé Juliana, 5 tuổi, xinh đẹp và đạo đức, được mẹ huấn luyện cho từ bé trong gia đình công giáo, đạo đức. Đầu tiên là bé biết làm dấu, rồi bé hỏi những cái gì thì mẹ trả lời cho. Và bé rất yêu quý mẹ, đi đâu cũng theo mẹ. Như hôm nay giống các bé này đi dâng hoa với các mẹ vậy. Một ngày kia thì bé Juliana đi với mẹ đi ra bưu điện. Mẹ thì đi lo gửi thư. Bé đứng đó nhìn chung quanh bưu điện. Có một người đàn ông lớn tuổi đến để nói với cháu, nói với bé Juliana mấy câu. Này bé, ai đã cho bé bộ tóc đẹp thế?
Bé Juliana trả lời người đàn ông ấy, đây là Chúa cho đấy. Tại sao Chúa cho? Mẹ cháu bảo là Chúa đã ban cho được sinh ra trong cuộc đời, được vào đạo Thánh Chúa, rồi có một mái tóc thật tuyệt vời. Đây là Chúa cho. Thế là cháu mới ngước mắt nhìn lên người đàn ông và hỏi, vậy ông đã được Chúa cho cái gì chưa? Ông ấy rất là rung động và ông ấy nói, này bé, ông chưa nhận được cái gì từ Chúa cả. Bé mới nói, vậy ông hãy đi vào ngay nhà thờ đi, thì rồi ấy, Chúa sẽ ban cho ông những điều ông xin. Ông này là người không có đạo. Câu nói của bé đã làm cho ông suy nghĩ thật nhiều. Và ít tháng sau đó, ông đã đi xin vào lớp học dự tòng, rồi đi rửa tội và trở thành Kitô hữu. Bé Juliana có 5 tuổi thôi mà đã nói một câu làm cho một người lớn tuổi phải suy nghĩ về cái cuộc đời của mình và đã nhận ra chân lý, nhận ra con đường mình phải đi, nhận ra hạnh phúc đích thực và đã đi theo. Bởi vì theo ông này, cuộc đời này cứ xuân hạ thu đông, rồi 5 tháng trải qua con người sẽ già đi, và rồi cái gì còn lại bên kia sự sống đời này. Và điều đó đã làm cho ông có niềm tin vào Thiên Chúa. Hôm nay nếu bé Juliana đến và từng người hỏi các cụ, các ông đã được Chúa ban cho cái gì chưa? Hỏi các bà, các cô, các cháu đã được Chúa ban cho cái gì chưa? Câu hỏi này để chúng ta thấy rằng chúng ta được Chúa ban cho rất nhiều. Chúa ban cho những điều ở đời này, và Chúa còn ban cho, còn dự liệu cho những điều ở đời sau nữa. Cả sự sống ở đời này, Chúa còn ban cho một cái cuộc sống, một cái quê hương mới ở đời sau. Đó là nơi đầy tràn sự ánh sáng, bình an, mát mẻ. Nơi đó không có chia rẽ hận thù, không có chiến tranh cướp phá, không có ghen tị, ghen tương, mà nơi đó tràn đầy tình yêu và sự bình an. Và đó chính là quê hương của chúng ta, nơi Chúa dọn sẵn, dọn ghế cho từng người. Mỗi người đến đây đều được ban hành giáo, như là giáo họ cũng sắp sửa cho một cái ghế đang ngồi. Có người thì không muốn ngồi ghế thì ngồi ở vệ đường thì chịu vậy thôi, nhưng mà vẫn còn đủ ghế cho từng người. Chúa cũng vậy, Chúa về trời, Chúa dọn cho từng người, mỗi người một cái ghế. Và đó là chỗ của chúng ta. Đó chính là quê hương đích thực của chúng ta. Quê hương chúng ta không phải ở tại thế này, cũng chẳng phải ở nơi đây, mà quê hương chúng ta ở trên trời. Nơi đó Chúa chúng ta, Đức Giê-xu Kitô đang chờ đợi, đang mong mỏi từng người để chúng ta có đường để về quê hương. Đó là ý nghĩa của ngày đại lễ hôm nay. Kính chúc quý cụ, ông bà, anh chị em, toàn thể cộng đoàn chúng ta ở dưới đất nhưng hướng về trời cao, để nhìn lên cái nơi mà Chúa đang dọn sẵn cho chúng ta, và ước chi chúng ta cũng được ở với Chúa trên nơi hằng sống, luôn mãi, đời đời chẳng cùng, cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse, cùng với các thánh. Chúng ta hoan hỉ, chúc tụng, ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu và dọn chỗ cho chúng ta. Cùng với hội thánh hướng lòng về quê trời, chúng ta hoan hỷ dâng lời chúc tụng và cầu xin. Trước khi lên trời, Chúa đã trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các người kế vị các ngài đưa nhiệt thành với sứ mạng câu cả và sốt sáng cử hành các mầu nhiệm thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu lên trời sau khi hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã ủy thác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh để có thể chạy đến cùng đinh và giữ vững niềm tin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Được cất nhắc về trời, nhưng Chúa vẫn luôn hiện diện trong phép thánh thể và trở lên nguồn sống cho đoàn Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa giữa loài người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha để làm trạng sư bênh vực cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lâng đỡ cho những ai yếu đau bệnh tật theo cơm ăn việc làm cô đơn và buồn tủi, và cho mọi tín hữu đã qua đời được sống mãi trong vương quốc tình yêu của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa xin đón nhận những nguyện chúng con vừa chân thành dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con hãy xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con mình vào mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn thôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì
vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên câu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu gần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là những người mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay. Xin cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban trời thanh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chạm tái chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót. Đây chia Thiên Chúa, đây đơn xoa tội trần gian, phúc xoa đồng người đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trong đám Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa đã ban trao hiến thân mình, mở cho môn sinh phương đi trên tới quê trời. Ở lời thiên cung vinh quang Chúa thiên binh ca tụng, người sẽ trở lại cho môn đồ vinh phúc bảo lai. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa, là nơi Đức Kitô, vị thủ lãnh của chúng con đang hiến trị, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lại thêm pháo hoa nữa mừng cho giáo họ, một tràng pháo tay tiếp. Này hội hoa này có các bà này, các mẹ này, giới trẻ này, các thiếu nhi này, các bé này, là tuyệt vời. Này có thêm đoàn giới trẻ như các hoa hậu nữa. Càng lắm, tình hình mỗi ngày một căng lên, một tốt đẹp ra. Mừng cho giáo họ. Các bà thì ngày đẹp nhất là ngày được làm cô dâu. Cô dâu ai cũng đẹp, bà nào cũng đẹp. Và năm một lần ngày dâng hoa nữa là ngày được tỏa sáng. Cuộc đời thì cũng ngày cô dâu thì mệt lắm, ngày dâng hoa thì thật là sốt sắng và lại tươi đẹp. Thế là các ông là này lắc mắt đi, không nhìn thấy bà nhà mình đâu. Này gọi là biến đổi hình dạng, đẹp như các cô tiên giáng trần, các cháu này như các thiên thần bởi trời mà xuống. Đấy là mừng cho hai dì sứ gần đây tập luyện rất là công phu, rồi mừng cho hội hoa, quý bà, quý cô, quý cậu, quý cháu, thêm chàng vỗ tay to to thế nữa. Hai ông chùm này là lễ này là đầu tiên để dâng hoa, cũng thở phào rồi, nay huyết áp đã giảm rồi. Lúc đầu tôi lên thì gặp hai ông thì huyết áp căng lắm, cao trên 50 độ. Bây giờ thì hạ xuống rồi. Giờ ai có xin gì ông chùm ông cho, vì là chùm bây giờ dễ nết rồi. Đấy, làm lãnh đạo khó lắm đấy. Ai cũng bảo làm chùm, mà khi làm rồi mới thấy được khó như thế nào. Tóm lại, hôm nay là mừng cho giáo họ toàn thể cũng một tràng pháo tay nữa. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.